Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình công chúa Elsa các bạn nhé. Để tạo hình được công chúa Elsa, chúng ta cần có 4 quả bóng màu xanh dương nhạt, 1 quả bóng màu trắng 260, 1 quả bóng vàng và 1 quả bóng màu trắng 160. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu trắng 260 lên nửa quả bóng. Quả bóng 160 màu vàng chúng ta thổi 2/3 quả bóng. Tiếp theo, quả bóng màu vàng chúng ta tạo một cái khóa hai ngón tay ở đây. Tiếp theo, chúng ta tạo một vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Một vòng tròn 4 ngón tay. Quả bóng màu trắng chúng ta cột vào đây. Quả bóng màu trắng chúng ta tạo một đoạn 4 ngón tay. Màu vàng này tương tự và cột vào đây. Có màu vàng, các lẻ. 4 ngón tay luôn các bạn nhé. Chuyển qua bên này. Xong xuống đây. Quả bóng màu trắng chúng ta tạo hai cái khóa nhỏ, một khóa một ngón tay. Phần đầu của công chúa chúng ta đã tạo ổn, chúng ta chuyển qua phần thân các bạn. Thổi quả bóng màu xanh dương nhạt này lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta tạo một cái khóa hai ngón tay này. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn 7 ngón tay. Tiếp tục tạo một vòng tròn khoảng 4 ngón tay. Một cái khóa hai ngón tay. Một đoạn khoảng 5 ngón tay. Một vòng tròn 4 ngón tay. Một cái khóa 2 ngón tay. Xuống đây đoạn này 6 ngón tay. Bằng với đoạn bên này các bạn nhé. Chúng ta thổi quả bóng màu xanh dương nhạt và quả bóng trắng 160 lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta cột chung lại với nhau. Chúng ta sẽ cột chung vào đây. Chúng ta tạo khoảng 4 ngón tay. Bên này tương tự 4 ngón tay. Này cân đối nhau các bạn nhé. Chúng ta cột vào đây. Đến đây, chúng ta tạo một đoạn đây 3 ngón tay. Chúng ta luồn qua đây.
Đây công đoạn 3 ngón tay. Phần dư này chúng ta ngắt bỏ. Quả bóng màu trắng này chúng ta nhét vào đây. Banh ra một chút và như này. Nhét vừa tới đây thôi các bạn. Chúng ta đo tới ở giữa tim đây. Đó là. Chúng ta tạo hai cái khóa. Một khóa. Hai khóa. Đây. Và chúng ta đo về đây. Và cái này chúng ta cũng nhét lên đây một chút xíu các bạn. Quả bóng dư này chúng ta ngắt, nhưng mà không bỏ các bạn nhé, ngắt không bỏ. Ngắt giữ lại. Cột. Chúng ta chuyển xuống đây. Chúng ta tạo thêm một khóa đây. Ok. Đến phần này chúng ta luồn qua đây. Đây các bạn nhé, luồn đây. Rồi. Chúng ta đến đoạn đây chúng ta cảm thấy vừa cái cổ rồi. Dừng lại và chúng ta ăn đây. Và cũng vào đây. Phần này chúng ta xì hơi vào. Đây. Chúng ta cột đến đây. Để kéo cái cổ nó thẳng đứng lên các bạn. Tiếp tục. Ba quả bóng màu xanh dương này chúng ta thổi full hết các bạn nhé. Từ từ các cô các bạn, chúng ta sẽ xì. Chúng ta xì từ từ. Làm mềm quả bóng các bạn nhé. Rồi. Đây. Chúng ta cột lại. Chia đôi quả bóng này ra. Một. Tiếp tục chúng ta làm quả bóng thứ hai, thứ ba tương tự. Rồi chúng ta đã bóp 3 quả. 2 3 Đây. Chúng ta cầm 3 quả vỏ. Đây. Ép lại. Đưa về. Chúng ta xoắn. Ok. Đây. Ta đưa cái này vào đây, đưa xuống dưới luôn các bạn nha, đưa cái khóa xuống dưới luôn. Rồi bây giờ chúng ta kết cái này lại giống kết bông hoa hồng lớn các bạn nhé, để chúng ta làm cái váy của công chúa Elsa. Bạn nào chưa biết thì có thể quay lại xem ở cái video bông hoa hồng lớn trên YouTube chú Hề ST đã có rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì chú Hề cũng sẽ hướng dẫn nhưng mà làm nhanh hơn một chút. Đây.
này chúng ta sẽ cột vào đây. Chúng ta bẻ cầu. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bông hoa cho công chúa cầm các bạn nhé. Chúng ta cột vào tay của công chúa Elsa. Và bây giờ chúng ta vẽ mắt cho Elsa. Ok, vậy là chú Hề đã vẽ xong mặt của Elsa. Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chú Hề ST nữa nhé. Xin chào, thân ái và hẹn gặp lại.